nhà có phòng ngủ hình tổ chim, tưởng lạ, mà hóa quen. Ý tưởng treo hai phòng như hai tổ chim, khiến ngôi nhà 260m2 trở nên độc đáo hơn trong mắt người sở hữu, và bạn bè đến chơi. Ngôi nhà, được bố trí theo kiểu nhà dài của Tây Nguyên với các phòng sinh hoạt chung đặt ở dưới, trong khi hai phòng ngủ, sẽ, được treo lên như hai chiếc tổ chim, tạo sự mới lạ. Nhà tọa lạc trên ô đất rộng 260m2 với dãy tường rào bằng gạch bao quanh. Đảm bảo an toàn cho công trình, khu vực sinh hoạt chung được bố trí theo kiểu mở không có tường bao bởi vậy chỉ khi về đêm chủ nhà mới cần sử dụng đến các thiết bị chiếu sáng ánh nắng có thể len lỏi vào mọi ngõ ngách bên trong nhà tạo điều kiện cho cây cối phát triển đồng thời cũng mang lại nguồn năng lượng tích cực cho các thành viên trong gia đình tầng trệt mở trở thành một không gian linh hoạt nó không chỉ là nơi thờ cúng tổ tiên mà còn là sân chơi cho trẻ em gia đình và bạn bè phòng ngủ kết hợp giữa tường bê tông và gỗ tự nhiên phòng tắm và nhà vệ sinh khép kín tạo thuận lợi trong sinh hoạt một phòng ngủ khác mang đậm màu sắc truyền thống lãng mạn phòng tắm thiết kế nửa chìm nửa mở mang đến cảm giác mới lạ thay vì ốp đá sàn phòng tắm trải đá cuội kết hợp với tường ốp bằng tre khiến ta như lạc vào một spa cao cấp góc nhà bố trí tiểu cảnh tạo sự gắn kết hãy cho thế giới này biết về quan điểm của bạn bằng cách bình luận dưới video trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại